Thưa quý vị và các bạn, mới đây ông Tăng Trí Thượng, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi đến các đơn vị trên địa bàn thành phố về việc tăng cường chăm sóc thu dung điều trị trẻ mắc COVID-19. Theo Sở Y tế, trong thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số trẻ em mắc COVID-19 có xu hướng tăng. Sở Y tế cho rằng, ngoài việc trẻ đi học trực tiếp trở lại làm tăng nguy cơ tiếp xúc biến thể Omicron là tác nhân gây bệnh chiếm đa số trên địa bàn. Theo dữ liệu giám sát từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2, số trẻ nhiễm COVID-19 tăng gấp 3 lần so với khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2. Sở Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố khẩn trương triển khai các hoạt động thu dung, điều trị trẻ mắc COVID-19. Cụ thể, tại mỗi đơn vị, các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường sàng lọc khi tiếp nhận trẻ đến khám chữa bệnh vì triệu chứng sốt kèm hoặc không kèm các triệu chứng hô hấp khác, cần thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 sớm để phát hiện cách ly điều trị kịp thời. Sở Y tế nhấn mạnh trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine phải được xem là nhóm nguy cơ, nhất là trẻ em có bệnh nền như béo phì, các bệnh lý bẩm sinh, vân vân. Hiện nay, khi phát hiện trẻ có xét nghiệm tầm soát dương tính và có chỉ định nhập viện điều trị, các đơn vị liên hệ ngay Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 để chuyển viện kịp thời. Ba đơn vị này sẽ chuẩn bị sẵn sàng mỗi bệnh viện 150 giường, trong đó có 50 giường ICU cho trẻ mắc Covid-19.